Nếu anh để ý những cái người mà thực sự mà những người mà anh để ý á, giống như những người mà người ta em á thì em hay học những cái người mà người ta thành công á. Anh để ý những người thành công lúc nào người ta cũng có một cái system. Cái system để làm cái gì? Cái system để mà lúc ví dụ đi, những lúc mà anh không có đi chơi thì mỗi ngày là anh biết là anh có làm những cái điều đó. Mỗi ngày một cái daily routine. And also on the opposite. Những cái lúc mà đi chơi á, like when you go travel, you know that they, for them, like for people that are successful, they also like set a daily routine when they schedule. Giống như những lúc mà họ travel, when they travel, they set a routine so that they stick to it. Giống như nó có những cái system, like successful people, they have a certain system so that they still help themselves get to the finish goal without interfering whatever the activity. Thì cái đó là cái em learn. Thì lúc mà em travel Việt Nam á, mấy lần trước á, thì em về Việt Nam em travel em cứ bị mập hoài à. Xong cái về bắt đầu em để ý. Lúc mà em về Việt Nam á, em cắt, em không ăn carb. Giống như một ngày em chỉ ăn đúng một bữa thôi, nhưng mà em bỏ carb, em chỉ ăn thịt thôi. Vậy nó không có lên. Mà vẫn đi tập, vẫn giữ cái schedule tập mỗi ngày. Thì giống như là cứ dành mỗi ngày, cái thí dụ là biết là gia đình mình chuẩn bị đi chơi 7 giờ sáng đúng không? Là 6 giờ sáng em lết đích em đi tập rồi. Là cái đó là một cái schedule của em. Với cái thứ hai nữa là em không có ăn carb, không có ăn tinh bột. Thì Ăn tinh bột à. một ngày ăn một bữa với không ăn tinh bột nhiều thì cái lượng calorie nó sẽ thấp. Thấp thì giống như mỗi ngày anh mập là tại vì sao? Tại cái lượng calorie mỗi ngày của anh ăn nó nhiều hơn cái mà cơ thể anh tiêu thụ. Thì đó là lý do tại sao mà anh mập thôi. Mà em bỏ tinh bột lâu chưa? Bao lâu rồi? Em không phải là em không em bỏ tinh bột, nhưng mà em ăn ít lại, giống như những cái ngày mà em tập nặng thì em mới ăn, còn lúc mà travel á thì em ăn càng ít càng tốt, tại vì cái tinh bột nó chứa cái chất nó làm cho mình mập nhiều, nó có nhiều đường, nó làm cho mình mập. Còn lại là em chỉ ăn thịt thôi, giống như về Việt Nam đi ăn phở đúng không, em kêu tô tái ăn bỏ mấy chút bánh để thí dụ mà đói thì chút bánh thôi, nhưng mà từ từ cái bao tử của anh nó nhỏ lại, like your stomach shrink. Lúc mà cái bao tử nhỏ lại á, thì lúc ăn ít nó cũng không có no, không có đo, không có no, không có đói. Với cái thứ hai là ăn trái cây. Anh ăn trái cây hoặc là anh ăn khoai, anh ăn lúa mạch. Giống như vậy đó. Thì nó đỡ hơn cho anh thôi. Thời gian đầu nó chết luôn không em, bờ hồi đó cũng có thử, cũng có nôn khó 2 tuần, có mấy cái tuần đầu khó chịu thì mệt lắm, mệt hoài à, mà qua thứ hai cho nó ghé ba rồi nó đỡ. Dạ đúng rồi. Thì nó là trong cái cuộc sống của mình nó có những cái, đó là cái cơ thể của mình thôi. Mình phải biết cách để mà mình làm quen với cái cơ thể của mình. Thì nó có một cuốn sách nó gọi là The Atomic Habit, là cái thói quen nguyên tử, là nó học về cái con người của mình, cái cách mà cái não mình vận hành đó anh. Thì những cái gì mà anh làm mỗi ngày đi, những cái gì mà anh làm mỗi ngày á, thí dụ đi nhậu đi, anh nhậu lần đầu có thể anh không ghiền, nhưng mà bạn anh nó rủ ngày thứ hai bắt đầu anh sẽ ghiền hiền, ngày thứ ba mà liên tục là sẽ bị dính ra một cái habit. Thì cũng giống như em nhé, những cái lúc mà em bỏ rượu á, xong bây giờ á, nếu dù mà có đi chơi với bạn mà uống á, thì em chỉ uống một ngày đúng thôi, cái ngày thứ hai nó kêu là say no. Thì có thể là lần đầu nó sẽ hơi khó, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba là nó biết là nó không có kêu mình nữa. Thì cái đó là thực sự mình phải đánh đổi, mình đánh đổi cho cái tương lai của mình thôi. Em thì em có bệnh, tại em sẽ uống nhiều quá cũng bị gan á, nên cũng bây giờ cũng phải đánh đổi thôi. Chứ mà sau này mình bệnh ra thực sự mấy thằng bạn mình nó đâu có ngồi nó lo cho mình đâu. Nó đâu có lên thăm mình, chỉ có vợ có con mình thôi. Lúc mà ngày xưa ba em mà bị bệnh á, chỉ khổ vợ khổ con thôi, chứ đâu có khổ ai. Mấy thằng bạn của mình nó cũng vô ngồi xíu rồi về, trong khi vợ con mình ngồi đó thấy mình bệnh cũng buồn. Thì những cái gì mình làm thì mình cứ nghĩ cho những người xung quanh thôi. Thì cái cuốn sách mà Thói quen nguyên tử nó giúp em rất là nhiều. Anh nên nghe cái cuốn đó. Cái cuốn nó giống như mỗi lần mà em cảm thấy là em bị lụt bước á, là cái em cứ quay vô em nghe cái đó. Vậy hôm bữa mà đợt quay về Mỹ á, em cũng ngồi em nghe lại, tại vì mọi thứ nó hơi bị đảo lộn mà chút xíu, thì mình phải ngồi mình nghe để mà mình set lại cái habit thôi. Bữa giờ bảo đảm anh sẽ vẫn còn có một cái hương vấn của Việt Nam, nên nó cũng hơi chật vật chút xíu. Vậy nữa. Dạ. Tính cái này đi nữa, đi Việt Nam nữa. À, tháng 1. Ở hẹn. Cái camera của anh nó hơi bị chói, anh quay qua cái chỗ khác cho nó đỡ. Cái khác không Dạ. nè. Dạ. Amazon nhé. Thì bữa giờ anh viết xuống những cái mà anh cần làm chưa? Những cái gì mà hiện tại là những cái mà anh muốn làm.
Có, anh có một số cái anh muốn làm. Lần trước anh có thử order một cái anh thắc mắc gì nè, ví dụ như có một số product khi mà anh nói chuyện với supplier, anh order thử cái sample để anh nghe thử, thì anh có ví dụ như cái này nè, thấy như cái này nè, anh thấy cái idea nó hay, nhưng mà nó bị một cái khi mà anh xài á thì anh lại nó không có như là mình expect, nó không có thoải mái, nó không có tốt như là mình expect. Thì anh không biết là nếu như khía cạnh của mình thấy nó không tốt như vậy, nếu mà mình để đường dài, mình để lên Amazon cái market của mình bán, thì em nghĩ sao? Không tốt anh à. Nói Không, nếu chung mà mình cái mà bên private label mình làm cái gì, mình làm brand. Làm brand thì tại sao một cái brand mà nó tồn tại lâu dài, một cái nhãn hàng nó tồn tại lâu dài là bởi vì sao? Tại vì cái chất lượng sản phẩm, mẫu mã sản phẩm, cái sản phẩm lúc nào nó cũng là một cái cầu nối giữa người dùng và những cái nhãn hàng. Ngay một cái cầu nối mà nó đã fail rồi thì đâu có thể nào mà mình nối được dài. Nhưng mà trước khi mình đi sâu vô hơn á, cái lý do nào mà giống như để cho mà anh bắt đầu lại cái project này, giống như một cái động lực nào nó cho anh nghĩ là bây giờ mình phải có cái sự thay đổi để mà mình phải chọn cái hướng đi nào nó tốt hơn cho mình. tại vì thật ra khi mà đối với anh thao tạo hôm bữa anh rất là lâu, cái vô tình hôm qua hôm kia bà vợ của anh mới mới sẽ mới thấy cho mới hỏi này là cái gì đó. Cái này là cái hồi xưa anh tính làm Amazon, cái product anh tính làm mà anh thấy khi mà anh xài á thì nó sót cái da mặt lắm, nó rất là nếu như là có kia nó xài bằng cái điện từ á, nó điện từ là để cái máy xài da mặt, nhưng mà là nếu lại cảm giác là có kia nó đâm vô rồi đó, mới đưa cho si xài thử. Nó em xài thử đi chứ anh thấy xài sẽ nó đau quá, anh thấy phê quá, anh dừng lại, anh không có làm tiếp. Thì sẽ mới thử một hai ngày, tới ngày thứ ba đó sẽ mới nói là ồ cái này khi mà anh apply một cái lớp cream, một cái lớp dưỡng da lên đó, một cái lớp nền lên đó, khi mà anh xài thì sẽ không có cảm giác đó nữa. Thì đó anh lại quay lại anh lại sẽ nghĩ ồ chẳng hay là tại đó mình xài cái product nó sai. Cái anh sau đó anh mới come back, khi mà anh quay lại lên Alibaba anh coi á, thì cái Amazon anh coi á, thì cái mặt hàng này á sau một thời gian anh thấy nó không có phát triển như hồi nó đứng nghiêng đó luôn, nghĩa là review nó không nhảy và không có nhiều người sử dụng cái mặt hàng này, nhưng mà bù lại á, cũng là một cái dạng này nhưng mà nó có nhiều cái công nghệ mới nó ra hơn, giống như là cái Đúng. có một số cái anh research anh thấy nè, nó cũng cái cũng cũng cái dạng này nhưng mà đã làm mẫu mã đẹp hơn rồi, cái công nghệ nó update hơn, nó Đúng rồi. tiên tiến hơn, Tại cái gì cũng vậy. đẹp Trong hơn. giờ đúng rồi. Có bao giờ mà anh thấy Apple Apple One mà nó vẫn sử dụng bây giờ đó, đâu có ai dùng đâu. Cái sản phẩm nào nó cũng vậy, nó cũng là một cái sản phẩm đó, giống như cái sản phẩm anh đang có thôi. Nó cũng y chang vậy nhưng mà nó update tân tiến hơn, cũng giống như tại sao Apple có 1 2 3 4 giờ tới bây giờ là 13 14. Nó cũng giống như vậy thôi. Những cái mà review mà anh thấy nó chững lại á, là tại vì sao? Tại vì người ta đã bắt đầu người ta tăng cái độ tiên tiến của cái sản phẩm nó lên rồi. Mà mình thì mình bỏ cái project này cũng lâu. Nên lúc mà em quay lại thì có thể là người ta đã đi theo hướng khác rồi. Nhưng mà cái câu hỏi chính của em ở đây vẫn là ngoài những cái cơ hội khác mà tại sao như là anh lại nghĩ là cái Amazon nó lại là một cái gì đó nó có cho anh cái sự lựa chọn tốt hơn những cái cơ hội khác. Tại anh vẫn còn cái công việc và cũng như anh cũng mới có vợ nè. Tìm một cái passive income, một cái gì đó mà anh có thể Đi travel hả? có thời gian manage trong cái thời gian mà anh off ôi và tin off, nghĩa là sometimes anh muốn một cái đó khi mà giờ anh ngủ đi, bây giờ anh ngủ đi nó cũng sinh ra một income cho Dạ đúng. Như hôm bữa anh về Việt Nam là coi như là mình không đi làm mà đâu có tiền đâu. Đúng không? Ừ. Nếu mà không có được nghỉ phép mà không có được pay vacation thì mình cũng không có được có tiền. Mà hôm bữa anh về Việt Nam anh thấy thích đúng không? Và anh thích cái gì nhất? không gian không khí thoải mái, có thể là anh về có thể là lâu quá không về rồi mình cảm giác đi, nó ở Việt Nam nó thoải mái hơn, nó mới là cái cuộc sống mình ồn nó meaning như anh đi vòng vòng anh thăm gia đình này thăm người kia, anh giúp người này giúp người kia, mình thấy nhiều người còn mình là như mà sao anh về dưới quê của anh hai của anh á, thấy sống mình thật ra Mỹ cũng còn 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 Tốt hơn nhiều người. tốt hơn nhiều. Thì anh cũng có giúp đỡ nhưng mà anh wish anh có thể giúp nhiều hơn giống vậy đó. Dạ đúng rồi.
Thật sự cái gì cũng vậy thôi, mình làm có tiền á, cái mức độ mà anh giúp được cho người ta rất là nhiều. Giống như tiền, nhiều người ta nói là tiền nó là một những cái, nó là sự cám dỗ, nó là những cái gì nó độc ác, nhưng mà thật sự nếu mà tiền nó vào chúng ta, những người tốt giống như anh, là giống như những cái người bạn mà họ tay hay đi giúp người khác đó, thì tiền nó sẽ giúp anh làm được những cái vấn đề, giải quyết được những cái vấn đề khác nhiều hơn, giúp được nhiều gia đình hơn. Và cũng như vậy thì nói chung cái gì cũng vậy, mình quay lại là mình giúp được cái bản thân mình nữa. Lúc mà anh, tại vì bây giờ cái thời đại công nghệ tiên tiến, anh có thể anh làm việc online, anh có thể ngay cả lúc mà về Việt Nam vẫn có thể làm việc online, anh vẫn có thể kiếm tiền, anh vẫn có thể giúp được bà con ở Việt Nam. Thì cái đó là lý do tại sao mà em lúc nào cũng nghĩ là lý do tại sao mà bán hàng online bây giờ, làm việc online là number one cho tất cả mọi người. Đi đâu làm cũng được hết trơn. Cái đợt mà em đi Bali á, em gặp nhiều người lắm. Ngay cả cái đợt mà em đi máy bay về Việt Nam á, em ngồi trong của Singapore á, cũng cái chú kia bốn mấy tuổi à. Chú bắt đầu trễ. Bắt đầu năm chú mới cuối năm 30. Chú nói là chú bắt đầu chú thấy mệt với cái cuộc sống corporate rồi. Chú đi đâu chú không phải xin phép. Rồi nhiều lúc muốn đi về và giống như dành thời gian cho gia đình vẫn phải bị kéo đi làm việc. Và giống như là thể tới một lúc. Dạ, nói đi. Vé bay của anh cũng vậy đó, về Việt Nam xong đồng ý nó cũng make money, yes, make good money, nhưng mà lúc nào phải on phone là mình đang đang hát phơ này nọ, khách nó gọi, khách nó hỏi này nọ rồi quên, mình cũng phải xử lý cái problem của ta, rất là border Đúng. giống vậy. Nó không cho làm cho mình có được cái kỳ nghỉ trọn vẹn. Đúng rồi. Thì giống như làm ra tiền nhưng mà mình không được cái thời gian, thì thực sự cái thời gian là cái quý nhất trong cuộc đời của mình, một con người. Thì cái đó là lý do tại sao mà cái chú đó chú bắt đầu bán hàng online cũng trong vòng mấy năm mà giống như là thay đổi nguyên cả cuộc đời luôn. Thì chủ yếu là con thực sự đó, cái bán hàng online nó khó. Khó đây là cái mindset, cái cách mà nhìn nhận, cách mà suy nghĩ đó. Tại vì thực sự bán hàng online nó vẫn còn là một cái đó mới, mới với rất là nhiều người, ngay cả những người Việt Nam mình ở Mỹ. Mà không phải ai cũng sẵn sàng mở rộng cái mindset của họ ra để mà họ lắng nghe, họ hiểu. Ngày xưa em cũng vậy thôi. Ngày xưa lúc mới qua Mỹ nghe bán kiếm tiền online cũng cứ nghĩ nó là scam. Cứ nghĩ nó là một cái gì đó nó xa vời, nó làm cái gì tự nhiên tiền từ đâu trên núi nó ra. Đúng không? Không khí ra đâu có được. Nhưng mà bắt đầu cũng thử, nó mắt nhắm mắt mở thử thôi. Tại lúc đó không có cái gì trong tay. Thì lúc đó anh nhớ cái đợt mà anh giúp em mà rớt cái bánh xe, rớt cái thắng đó. Lúc đó em cũng bắt đầu tập tành bán hàng online đó. Thì À, cái tàu mà đi anh nhớ là cái tàu mà đi cái tàu mà đi qua nhà ông bác em ở đâu không? Ở cái xe về đó. đúng rồi. Rồi xong cái thời mà rớt cái thắng ra, nhờ kéo qua nhà ba anh, nhờ ba anh sửa đó. Quá nhanh à, không có Nhanh. này mượn. Nhanh chứ Mười anh. năm này không quá trời. Cái cuộc sống nó thời gian nó qua nhanh lắm. Cái đó là lý do tại sao mà bây giờ em nghĩ là anh nên bắt đầu. Tại vì sao? Tại vì trong vòng vài năm nữa là bắt buộc anh phải có con rồi. Vài năm nữa bắt buộc cái người phụ nữ bên mình người ta cũng sẽ qua vào cái đợt 30. Thì cái sau này thực sự mình không muốn con mình sau này nó có những cái gì, thì mình phải lên cái kế hoạch. Thì bây giờ là một cái thời gian để mà anh lên cái kế hoạch. Chứ mà càng lớn á, mà con cái mình có con thì nó lại rất là khó để cho mình take risk. Bây giờ có cơ hội thì nên take risk. Thực sự em nghĩ là cái đi đường đi tới thành công nó khó. Khó đây là nhiều người ta bỏ cuộc sớm quá, bỏ cuộc quá sớm hoặc là quá đản chí. Một lý do mà chính mà anh cũng muốn bắt đầu anh muốn làm lại là anh muốn làm là để tới ba mẹ, tại hôm bữa hôm qua hôm kia ba mẹ có hỏi là bây giờ tại ba mẹ qua Mỹ cũng trễ nên cái tiền mà làm á sau này á tính ra không đủ, Dạ đúng. tính một cái khoản hôm bữa ba mẹ tính để đầu tư cho một cái retirement plan mà anh thấy nó chậm mà thấy nó bất khả thi quá. Anh nói tại sao anh suy nghĩ là tại sao không làm một cái setup một cái account bán on Amazon như vậy cho ba hay là cho mẹ để sau này ba mẹ vừa retire mới ở nhà thì cũng có thể có đồng ra đồng vô. Dạ đúng. Tại vì cái investment plan đó đó hôm bữa người ta phúc đó là ba mẹ anh đóng 50.000 vô trong vòng 10 năm. After 10 năm thì sẽ lấy về mỗi năm á thì có 4.000 trong vòng 20 năm. Nếu mà anh nói suy nghĩ ủa nếu mà lấy như vậy thì trong vòng 10 năm đó thì kẻ nằm chết trong chỗ Thì đâu đúng chịu rồi.
inflation này nọ nó thì cái tiền đó là sau này ra đâu có bao nhiêu. Dạ đúng rồi. Đó. Inflation này nó thực sự là giống như mình đang cho người ta mượn tiền giá thấp á. Để nợ cho người ta để người ta invest gì đó. Yeah. Thì em cũng vậy thôi, giống như bên em đi travel hoặc là em retire mẹ em cũng có là một cái account. Em set up một cái account riêng và em có đầu tư vô. Em đầu tư một trong những cái công ty của học sinh của em. Thì cái tiền mà nó generate mỗi tháng là dùng cái đó để mà em trả tiền cho giống như gửi tiền cho mẹ em đi ăn đi chơi hoặc là trong trang trải cuộc sống ở Việt Nam. Và em cũng có một cái công ty khác để dành để em trả tiền cho những cái chuyến đi chơi hoặc là mình đầu tư. Thì nói chung mọi thứ một khi mà anh ra một cái system nó anh không có phải làm nhiều. Với cái thứ hai là bán hàng online mình không có phải là mình gặp mặt khách hàng, mọi thứ là đều được sử dụng qua thứ nhất là máy tính nè. Cái thứ hai Amazon nó sẽ là một cái nơi để mà nó đóng gói hàng, nó gửi hàng. Mình không có phải ngồi đó mà mình kiểm soát, mình không phải mướn nhân viên. Tại mà chưa có mướn nhân viên nào, cái đợt mà em mướn 20 mấy người nhân viên á, trời nhức đầu lắm. Kiểm soát người ta. Cái bên supply hả? Dạ đúng rồi, nó cái business kia nó nhức đầu lắm mà quản lý nhân viên. Rồi bây giờ inflation nó lên 16 đồng một người thì bây giờ thật sự cái đó không có khả thi nữa. Bây giờ thực sự không có khả thi nữa mà mở một cái business ra mà mình phải trả tiền cho người ta. Thì cái đó là lý do tại sao mà e-commerce là cái the way to go, tại vì anh đâu có phải trả tiền overhead nhiều đâu. Trả Amazon có 40 đồng tháng, muốn gửi hàng gửi cho Amazon bán thì trả tiền cho nó thôi. 15% trên cái sale. Dạ đúng, nó thực sự nó vẫn bằng cái tiền, nhiều lúc nó còn rẻ hơn là anh mướn nhân viên. Tại cái tiền 15% đó là cái tiền anh, nếu mà anh mở một cái warehouse anh mướn nhân viên mà có bán hoặc là không bán anh vẫn phải trả tiền cho người ta. Và thường cái giá, cái cost của cái đó cũng tầm ít nhất là 10 cho tới 15%. Nếu mà anh có nhiều hàng thì cái giá nó sẽ giảm xuống, còn nếu mà anh không có hàng nhiều thì cái giá nó sẽ vẫn giữ vậy thôi. Nếu mà bán được nhiều hàng thì mình có tiền mình trả nhân viên, còn nếu mà không bán được hàng ôm hàng vẫn phải trả tiền nhân viên, vẫn phải trả tiền overhead cost. Thì em nghĩ là anh đi cái hướng nó đúng hơn, đi cái hướng e-commerce. Thì bây giờ anh chỉ cần là tập trung thôi, tập trung. Với thực sự anh cần kiếm một người bây thường á, tại em có một ông bạn, ổng cũng biết em tầm 4 năm cái thời crypto rồi. Ổng làm bên wholesale, cũng làm mở bô bà, cũng fail tùm lum la. Nhưng mà ổng chịu khá cái là ổng chịu khó. Nhưng mà đó giờ ổng bị cái là ổng skeptical. Với cái thứ hai nữa là ổng toàn là học lóm người ta không à. Nhưng mà cái mà ở đây ổng nhận ra được á, là nhiều lúc á, những cái mà học lóm á, nó gọi là nó không học, không có tới. Thì em cũng đưa cho ổng những cái bài học giống như em đưa cho anh vậy đó. Nhưng mà ổng bắt đầu, nhưng mà ổng gọi là ổng không có được đi tới đâu á. Là tại vì em biết sao? Tại vì không có người hold ổng accountable. Accountable ở đây là cái gì? Là một cái người sẽ giống như là một cái người coach vậy đó. Giống như anh đi tập rồi đi, anh đi tập tạ. Đây. Tập tạ thôi. Nếu mà anh tập mình lúc nào nó cũng sẽ rất là khó. Và nếu mà anh tập mà có người tập chung á thì lúc nào nó cũng dễ hơn. Thì nói chung bây giờ á là em nghĩ là anh nên bắt đầu. Và nói chung là nếu được á, anh có thể nhờ vợ của anh hold an accountable, nhưng mà it's always best to have someone to look after you and push you every day. Tại em anh thì anh có thực lực đó, nhưng mà chủ yếu là anh không có cái commitment của anh chưa có xây dựng được tới thôi. Anh có đồng ý điều đó không? Bây giờ anh nghĩ là cái gì mà nó hiện tại nó đang kéo anh lại? Em chỉ cần biết mình mà cần một cái không biết mình mà tham đi làm về mệt mới về mình muốn làm rồi về đi về cái thời gian lên làm này làm kia mà đi làm về cái đuôi cái đặng đùng ra nhắm mắt cái mở mắt ra cái hết ngày em cũng muốn thoát khỏi cái cuộc sống corporate này chút xíu anh muốn nó thoải mái hơn tại thật ra đi làm anh làm hãng mà vợ anh cũng làm hãng thật ra trong trong nhà chỉ một người anh nghĩ cho một cần một người làm hãng là đủ rồi người còn lại là phải một làm cái business gì đó Dạ nó phát đúng triển được chứ hai người mà làm hãng bấm giờ vậy thì bao lâu mà nó phát triển được rồi. Dạ đúng, chính xác. và em nói thôi đến như mà em thích sau này rồi tính từ tính nói chuyện sau này ví dụ như mà muốn có em bé nữa thì phải một người phải ở nhà chứ là hai người mà nếu mà đi làm hết thì ai mà lo em bé Dạ đúng.
Với một phần sau này con mình nó lớn mà mình suốt ngày mình ở ngoài á, nó để bị cái môi trường nó dạy á, nên suốt cuộc nó cũng không, nó sẽ đi theo cái lối khác của cái môi trường hiện tại. Với bây giờ em thấy á, cuộc sống ở Mỹ bây giờ á, con nít sau này nó lớn lên nó sẽ rất là khác với như mình ngày xưa. Hiện tại là cũng thấy khác nữa, nhưng mà Dạ. là mấy đứa cousin đây là mấy đứa em cousin của anh luôn, gần hai mấy tuổi đầu mà nhà bắn game biết Dạ đúng rồi. rồi. Vậy đó Bắn game rồi đi cũng là đi làm chết mẹ luôn. bắn game chơi thuốc lắc nữa. Tại bên đây thấy tụi nó đi rave, tụi nó lắc dữ lắm. Thì cái đó thì nói chung tuổi trẻ thì chơi thì đúng, nhưng mà nói chung phải có cái gì đó, có chơi thì phải có làm chứ không có. Nhưng mà thường đa phần mấy bạn trẻ bây giờ là toàn chơi không mà không có chuyện làm. Tại đồ chơi ngày càng nhiều mà đồ làm ngày Dạ đúng. Không phải càng là càng ít, nhưng mà em nghĩ có đồ làm, nhưng mà chỉ là họ không có chịu làm thôi. Tại nhiều lúc mình chơi, em có một đứa bạn nó chơi mà nó biết là nó bị hư não luôn á. rồi. Chứ có nhiều người người ta chơi nó thành một cái thói quen, thực sự rất là khó. Thực sự cocaine này nọ, mấy cái đồ chơi đó thì thực sự nó cũng không có nghiện. Nhưng mà cái nghiện đây là cái gì? Nó thành cái thói quen. Cái thói quen là cái thứ nhất, cái thứ hai là người ta trở thành giống như là cái emotional dependent. Là cái gì? Cái cảm xúc của họ nhiều lúc buồn họ tới đó. Đó là lý do tại sao mà nó trở thành một cái thói quen. Thói quen những lúc buồn và những lúc vui. Thì nói chung bây giờ anh đã biết cái commitment của anh cần là cái commitment, thì làm sao mà anh có thể anh xây dựng được cái commitment đó. Anh Có nghĩ cái plan đúng không? Có cái dạ plan. cái plan nó chỉ là một phần thôi. Nhiều Em lúc nghĩ anh sẽ go, anh. anh sẽ feel down, anh sẽ feel là cuộc sống sẽ có những cái thứ nó không đi theo cái hướng mình. Business nó là vậy. Business lúc nào nó cũng sẽ có những cái thứ mà nó không có đi theo cái hướng mình có cái plan, nhưng mà sẽ có nhiều lúc mình feel down, thì làm thế nào để mà anh giật dậy? Và cái goal của anh là cái gì? Phải kiếm là phải đặt một cái motivation, một cái goal, cái mình là như tối hôm qua mưa anh suy nghĩ, cái làm anh suy nghĩ nhất là dù sau này ba mẹ anh lớn tuổi mà bây giờ ví dụ suy nghĩ còn 10 năm nữa retire đi, 10 năm mà 10 năm rất là nhanh, Dạ đúng. thật ra tám tác đâu mình chắc cũng được 10 năm rồi đó. Mà ba mẹ anh 10 năm nữa chắc gì mà còn 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 đâu đúng không, Dạ đúng. giờ mà vẫn còn đi làm phải lo tới sau này, vì tại sao lo tới sau này mà không biết retire làm gì tiền đâu mà đủ sống, thì anh thấy cũng hơi là áy náy trong lòng, không có chưa có take care được. Đó là cái lý do mà anh muốn anh keep in mind, là anh motivation mỗi lần anh nghĩ tới ba mẹ anh. Thì nếu Có mà nhiều chồng anh thì còn quá trẻ, còn nhiều thời gian để ví dụ mình có sai thì còn có đứng dậy để làm tiếp. Nhưng mà thật ra thì ba mẹ, nghĩa là ba mẹ thì không có thời gian. em nghĩ cái đó là một trong những cái động lực là mình thực sự ba mẹ mình cho mình được cái cơ hội sống đó, nó quý lắm. Thì bao nhiêu năm mà ba mẹ thương mình, đánh đổi nhiều cái để mà cho mình được cái gọi là có cái nơi để ở, có cái để ăn, có cái để mà mình đi học rồi chở mình đi đây đi đó. Thì nói chung cái đó là cái nhiệm vụ của mình. Và em nghĩ anh đang cái đó, cái suy nghĩ rất là đúng. Thì bây giờ trước khi mà bắt đầu cái gì á, em cũng yêu cầu một cái bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Tại mọi nhiều người ta suy nghĩ lớn lắm, muốn làm tôi muốn làm tam đây bà nọ, nhưng mà cái nhỏ nhất mà người ta không làm được thì không có thể nào mà đi được những cái bước lớn. Cái nhỏ nhất là ở đây là cái gì? Những cái commitment hàng ngày mà mình nói với bản thân mình sẽ làm nhưng mà mình không làm, như thức dậy sớm nè, dành thời gian đọc sách nè, gấp mền gấp bùn nè, ăn đúng giờ, đi tập đúng giờ. Hiện tại anh có làm những cái đó Sớm là khỏi nói, nên sáng dậy phải đi làm. thì những cái đó thì nó khác, cái đó Bình là bắt buộc. thường. Những cái commitment nào hiện tại mà anh cảm nhận được là anh đang bị gọi là Thì hồi xưa anh có cái habit đó, là tại vì anh đi làm về đó là lăn ra ngủ là chỉ sớm mà ngủ xong rồi cái 7 8 giờ thức dậy ăn ăn này ăn khuya xong rồi ngồi rồi xong tới giờ lại qua lại đi ngủ. Thì bây giờ anh lại dù anh về cái anh dành nhắm mắt chút xíu 1 tiếng anh dậy xong ăn cơm, anh bây giờ anh ăn trước 6 giờ, sau 6 giờ anh không ăn nữa, after 6 anh không ăn nữa. Anh ăn xong rồi anh đợi anh nghỉ chút xíu, anh làm dọn dẹp chút xíu là bắt đầu đi chạy bộ,
anh chạy bộ cho tới khoảng 7 chạy bộ cho tới 7 8 giờ, đó là bà xã anh về là bắt đầu anh chuẩn bị dinner cho hơi cho ngày mai, anh cook đạp ở nhà, anh cook cho hơi ngày mai, tại vì làm cũng về trễ nên nó nhận làm cái đó luôn. Anh cook xong rồi thì anh sẽ spend time với anh và làm research, thêm một cái time anh research và anh sẽ em cái thói quen đọc sách đó là thật ra nó nói với người đó giờ là anh chưa có thói quen đọc sách luôn đó. Thì cái mà em chia sẻ ở đây á là anh trước khi mình làm một cái gì đó, trước khi mình xây dựng một cái business á, anh phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Bước thứ nhất, hãy hoàn thành những cái mục tiêu mà mình đặt ra cho bản thân của mình. Thức dậy, đối với nhiều người thì người ta không phải thức dậy sớm vì công việc, nhưng mà này em làm ví dụ thôi. Nếu mà không thức dậy sớm vì công việc thì bắt buộc phải thức dậy sớm. Sáng dậy, gấp mùng, gấp gối, làm một cái morning routine, viết một cái daily routine xuống. Mỗi ngày phải show up cho cái gym. Cái lý do tại sao mà em nghĩ là tập gym á, nó giúp cho một cái con người thành công rất là nhanh và cũng rất là tốt, là tại vì người ta có cái sự gọi là kỷ luật. Ngay cả ngày mưa, ngày nắng em vẫn đi tập. Một tuần 7 ngày em tập 7 ngày đúng. Không có bỏ ngày nào. Ở nhà cũng vậy. Những cái lúc mà không có thời gian đi tập ngoài, ở nhà thích đất 100 cái, 500 cái, 1.000 cái. Thì trước khi mà anh bắt một cái business của anh á, anh hãy xây dựng cái habit đó trước. Và anh nghe cái cuốn sách The Atomic Habit. Một khi mà anh nghe được xong á, và anh bắt đầu anh xây dựng được cái habit của anh mà anh làm mỗi ngày đều đặn, mỗi ngày đều đặn, mỗi ngày, bắt đầu ngày thứ, những cái lúc mà mấy ngày đầu á, có thể nó sẽ không có được như anh mong muốn. Có thể những cái ngày thứ hai, thứ ba anh nghĩ là anh muốn bỏ cuộc. Nhưng mà anh cứ nhắm mắt anh làm cho em. Nhắm mắt anh làm, anh nghĩ về bố mẹ của anh. Nghĩ về con của anh sau này, nó đẻ ra nó được một cái nơi mà nó có thể gọi là nhà, nó không phải ba mẹ suốt ngày nó đi làm hoài. Thì một khi mà anh làm được cái đó thì em sẽ hướng dẫn cho anh thêm về những cái thứ khác. Tại vì lý do tại sao mình cũng không có muốn phí cái thời gian của anh. Nếu mà thật sự anh muốn xây dựng một cái gì đó thì bây giờ anh phải cho mọi người xung quanh thấy là anh đang thay đổi. Thay đổi từ đâu? Từ những cái việc nhỏ nhất. Nếu mà mình bắt đầu mình nói commit mình đi tập mà mỗi ngày mình nói mình tập mà mình không tập thì rất là khó để mà sau này cái business của anh nó tồn tại được. Tại vì sẽ trong cái business nó cũng vậy, nó sẽ là cái mindset game. Nhiều lúc cái công việc bây giờ mình làm 9 to 5 nó different. Mọi thứ là mình có đâu vô đó rồi. Một khi anh làm business, bên này nó bị hư, bên này nó bị hư, cái này nó đi sai, cái này nó đi sai được, cái nhân viên này, nhân viên nào, Amazon nó give you some problem. You gotta be able to solve it. You gotta be able to, anh phải solve được những cái problem đó. Nhiều lúc cái mind mình sẽ bị stress, nhưng mà mình vẫn cứ show up, cứ do the work, thì lúc đó mình mới được reward money. Thì cái mà em nói đây là cái gì? Cái business nó sẽ là cái mindset game. Bây giờ từ những cái nhỏ nhất nó sẽ giúp cho anh xây dựng được cái mindset game đó. Cái đó là cái foundation. Thì em bắt đầu từ bữa giờ, anh nên bắt đầu từ những cái đó. Một khi mà anh 30 ngày sau mà anh cảm thấy là anh set những cái goal mình anh làm bây giờ, giống như là mình đã hoàn tạo nó thành một cái good habit rồi đó, thì lúc đó em nghĩ là anh sẽ bước đầu được cái bước tiếp theo, thì nó sẽ tốt hơn cho anh. Anh đi theo cái trình tự nhiều người ta muốn đốt cháy giai đoạn á, thì thường đốt cháy giai đoạn là giống như một cái nhà mà cái móng nó không có dựng nó sẽ rớt chắc. Nhiều người ta, em thấy là đó là lý do tại sao mà 7 trên 10 người rớt, là tại vì sao? Tại người ta thích đốt cháy giai đoạn. Cái anh bạn của em mà ảnh biết về Amazon á, ảnh vô em kêu là bắt đầu lại từ đầu, đi đúng giai đoạn cho tôi. Ông trả em cũng 30 mấy ngàn. Ông nói bây giờ tôi ngồi tôi học, tôi sẵn sàng tôi trả tiền cho bạn, nhưng mà tôi biết là tôi sẽ kiếm lại được tiền. Thì nói chung cái mặt em ở đây mà. Thì ông ngồi ông đi lại. Tại giống như mà lúc mà anh trả tiền á, thì anh sẽ bắt đầu anh tập trung hơn. Và cái thứ hai nữa là cái đó là anh đặt cái niềm tin nó vô một cái người khác. Thì lúc nào người ta cũng không có muốn mình fail, tại vì là quen biết là thực sự em cũng sẽ không có làm cho anh đó anh fail. Chắc chắn anh sẽ làm được. Thì anh đi theo từng hướng, từng hướng, từng hướng. Và bây giờ anh kiếm được sản phẩm chuẩn bị launch rồi, trong vòng có 1 tháng mấy à. Trong khi ngày xưa ông tốn tới 3 năm ông ngồi ông mò. Vừa làm wholesale vừa mò. Thì nếu mà bên anh á, anh thì giống như anh, em coi anh là như anh lớn của em rồi. Em không có cần anh đầu tư, nhưng mà nếu mà được á, anh bắt đầu cái kia cho em. Một khi mà anh làm được á, em mong là sau này những cái profit mà anh làm á, anh set ra 30 ngàn. Anh xây những cái nhà tình thương cho em.
save cho em đủ sao mà cho nó ra 30.000 cái nhà tình thương, thì em sẽ hướng dẫn cho anh để mà anh học anh đi cái hướng này. Anh cái này là tại vì ba anh ngày xưa giúp, tại em thì mất ba sớm, em không có gọi là ba mất năm em còn nhỏ, như lúc mà ba anh mà giúp em cái bánh xe, ông ngồi ông nói chuyện, ông khuyên bảo ông, em cảm nhận như một cái người cha vậy đó. Ngay lúc mà qua nhà anh chơi, mẹ anh cho em đồ ăn, ăn anh ngồi, anh thì giống như là anh của em vậy đó. Đó là lý do tại sao mà em ngồi em đây em nói chuyện với anh. Đám cưới ba mình có nhắc, ủa Dạ. sao anh đây có đi, anh mới nói là ồ nhật cờ từ Việt Nam mất công chuyện. Dạ vâng. Thì nói chung cái đó cũng là gia đình của mình thôi. Thì em mong á là những cái mà anh làm sau này, có thể cái 30.000 đó anh có thể xây nhà tình thương, hoặc là anh tặng cho ba mẹ anh từ cái business của anh, thì cái đó là phải bắt buộc. Thì bây giờ nếu mà muốn á, thì em phải bắt đầu trong vòng 30 ngày tới xây dựng cái good habit. Cái mà anh action item của anh là cái gì? Viết xuống. Viết xuống cái daily routine làm cái gì. Anh coi coi nhắm những cái công việc anh làm mỗi ngày, cái thời gian đó là anh dành bao nhiêu thời gian cho nó. Những cái công việc, những cái thời gian á, mà anh thấy là nó phí quá, mà thực mình ngồi xuống mình track mình mới thấy thực sự đúng, những cái này rất là phí. Giống như lên mạng social media, hoặc là nhắn tin trả lời cho những người mà không giúp cho mình, cho cái tương lai của mình đi lên, phí quá, phải cắt ra bớt. Tại vì mỗi người ta xin một miếng thời gian, một miếng của mình, miếng thời gian đâu dành cho tương lai nữa. Anh phải đánh đổi, một là chọn những cái người đó, hai là chọn gia đình của mình. Người ta không hiểu kệ người ta hiểu hay không không phải là lý do của mình. Mình biết những cái mình làm cho tương lai của mẹ mình, cho ba mình, cho bản thân mình, cho con mình, cho vợ mình. Đó, daily routine viết xuống. Hiện tại daily routine hiện tại nha, viết xuống coi cái khoảng thời gian. Xong rồi bắt đầu anh cắt. Cắt những thứ mà không liên quan tới tới cái cuộc sống và tới tương lai của mình. Để mà mình dành tập trung cái thời gian đó cho cái việc học cũng như xây dựng cái tương lai cho mình. Cái thứ hai em cần anh set cái commitment. Giống như mỗi ngày anh làm những cái gì. Em thì em yêu cầu là nên đi tập gym mỗi ngày 30 phút. Chạy bộ ở nhà cũng được, ngồi hít đất cũng được, phải làm 30 phút mỗi ngày. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba em cần anh làm á là viết xuống một cái vision board. Vision board ở đây là cái gì? Những cái ước mong mà mình muốn cho gia đình của mình, cho bản thân mình, cho tương lai của vợ con mình. Nếu mà anh có business xong thì mình sẽ làm gì? Retire ba mẹ đúng không? Mình để cái hình mà ba mẹ mình lúc mà đi chơi với mình đó, lúc mà ba mẹ mình cười thấy vui á, để lên. Làm cái động lực mỗi ngày. Cái nhà ước mơ của mình, cái những cái chuyến đi ước mơ của mình. Rồi xong rồi anh viết cho bản thân mình một cái check. 1 triệu đô, 2 triệu đô. Mình phải cứ ước mơ thôi, ước mơ đâu có tốn tiền đâu. Mà tại sao nhiều người ta sợ, người ta không ước mơ? Ước mơ đâu có tốn tiền. Giống như cái người học sinh của em á, cậu đó tên Hân, tháng 11 năm trước sign up. Em kêu là ngồi viết xuống, viết những cái ước mơ của mình. Trước khi mà bạn nó vô trong cái program á, cũng có vợ, cũng bắt đầu gia đình thì cũng có nhiều cái lục đục. Thì cái đó chuyện gia đình thì không nói. Nhưng mà bạn đó cảm nhận được là bạn đó phải làm một cái gì đó. Nhưng mà bạn có không có biết được cái hướng đi. Lúc nào mỗi ngày thức dậy lặp đi lặp lại những cái công việc đi làm nail, nó làm cho bạn nó trở thành nóng tính hơn với mọi người xung quanh. Làm giống như là một cái người đàn ông mà qua tới gần bà chập chững 30 mà không biết được làm những cái gì, nó làm cho bạn nó rất là buồn. Và từ buồn nó sinh ra những cái gì, những cái tính hay cọc với những người xung quanh, bạn bè gia đình. Thì thực sự cũng đúng, thực sự là mình không biết cái hướng đi thì lúc nào mình cũng gọi là mình phải buồn chứ, đàn ông mà. Thực sự anh 30 tuổi mà sau này mà anh qua nhập người đàn ông mà qua 30 tuổi mà đi gặp những người xung quanh mà người ta không có coi mình cái gì, ờ thằng này nó vẫn làm cu ly cho người ta. Thực sự trong cái truyền thống Việt Nam mà ai cũng sẽ coi thường hết chứ, cũng sẽ bị social pressure chứ. Đó, thì nói chung cái thứ ba là em cần anh á là viết cho mình một cái tấm check. Thì bây giờ cái công ty của bạn nó kiếm trăm mấy chục ngàn tháng đó, năm kiếm 1 triệu mấy á, trong vòng chưa tới năm. Anh thấy cái cuộc sống nó thay đổi nhanh không? Mua nhà cho vợ luôn, trả tiền nợ cho mẹ luôn, mua xe luôn, trong vòng chưa tới năm.
trong vòng 1 năm trời anh sẽ thay đổi được cái cuộc sống của anh nếu mà anh thực sự anh cố gắng. Và cố gắng từ đâu? Từ cái việc nhỏ nhất. Cái số bước thứ một mà đi không được, đừng có nhìn tới bước thứ 10. Thì bây giờ anh bước cái bước thứ nhất nhé. Em có một cái cuộc gọi tầm 3 phút nữa. À, nên có thể anh, nếu mà anh cần gì anh cứ cho em biết. Nhưng mà em nghĩ anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm được. Anh làm những cái action item mà nãy em chia sẻ nha. Anh đọc lại đi những cái action item anh cần làm là cái gì. Ok, cái thứ nhất là xây một cái routine mỗi ngày là những gì đơn giản nhất nè. Một cái Lập cái quỹ thời gian của mình ra nữa, set daily routine, lập cái quỹ thời gian của mình ra, cắt bớt, phải có sự đánh đổi, phải có cái sự đánh đổi, phải có sự sacrifice để dành cho tương Mình lai sẽ của mình. mình những ước mơ mình muốn làm cái gì, làm gì cho tương lai. Ừ, mình Với lại in ra cái thành những cái tấm hình, bỏ vô trong một cái frame, đặt cho nó mỗi nơi trong nhà để mình nhìn mỗi ngày. Đừng có ngại, cứ nhìn mỗi ngày. Và mình để cho mình thử mình nói chuyện với bản thân mình nói bản thân mình là mình muốn làm gì, mình thấy cái hình vậy mà mình vẫn ngồi đó, mình vẫn nằm đó, thì nó sẽ làm cho mình có một cái động lực hơn. Viết cái tấm check ra, ngày đúng không? sẽ bao nhiêu phút một ngày, một tiếng một ngày. 30 phút thôi, 15 30 phút, 15 20 phút được rồi. Nhưng mà cái đó là cái để mà anh bắt đầu, một khi mình vô anh tập anh thấy thích từ từ. Anh làm quen được với cái nỗi đau rồi đó. Nỗi đau nó trở thành bạn của anh thì từ anh sẽ đi nhanh hơn. Và cái thứ ba là đọc sách hoặc là nghe sách. Em sẽ gửi cho anh cuốn sách The Atomic Habit, Thói quen nguyên tử, để anh nghe nhé. Thì nếu mà anh làm được cái đó trong 1 tháng thì anh sẽ được nhập môn, còn nếu mà không được thì anh sẽ không được nhập môn. Cái này là cái cơ hội cuối cùng á. Và nếu mà anh nhập được nhập môn á thì sao, bảo đảm là anh sẽ kiếm được tiền, em confident với anh. Nhưng cái tiền mà anh kiếm á, chia một nửa cho mẹ, cho gia đình, một nửa em muốn anh xây nhà tình thương để coi như mình trả cho cái tương lai, mình xây dựng cho cái tương lai con cháu sau này. làm được. Ok thì ok anh trai, có gì nói chuyện với anh sai sau nhé, em tại em mắc có cái cuộc gọi kia. Gặp lại tiếp nha. Ừ, cố gắng anh nhé, Ok đừng em, anh kêu em những cái gặp ý quý bảo.